bự. Đó, 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 Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương đi giăng lưới và lại đi chích cá nha. Thì mình xuống đây mình giăng tay lưới mình bỏ đây xíu. Em được đang chuẩn bị lưới kìa. Đó. Rồi giờ em được sẽ làm lưới gói nùi luôn nè. Thả lưới nè. Lưới chưa mới. Ok. Chào cả nhà nha. Nãy giờ lo thả lưới không à? Lâu quá anh em mới đi chung chiến nè. Mới có gì không nữa nè. À, hồi chúng ngược quýnh nữa. Nữa. Có ai quay mà lo gì, đất này đất bỏ rồi. Chắc chưa? Chắc. Thổi nửa đường rồi kìa. Bỏ không à nghe. Còn quá hết á. Ừ, chứ để lội hỏi. Ê. Ao của bố mày. Quay lại luôn. Có anh em ở đây có ai thấy quen rồi. Ôi da, cây cây. Thì hai anh em mình giăng tới lưới đằng kia rồi, giờ anh em mình qua đây chích cái bãi cạn này nha. Thì cái này nước nó hơi lợ mặn nha, chứ không có ngọt. Cái chỉnh cho nãy chỉnh nước mặn chứ. Rồi chỉnh nước mặn rồi. Cái lóc nhỏ nè. Chết rồi. Không biết nữa, chắc chết. Thử đi. Chết, bỏ đi thôi, nửa xíu bắt gì. Cái nhào quá đó, không chết, không được đâu. Không chết kìa. Cái này à? Sao? Tôi nó giật anh ngay xuống luôn. Chứ bụng lên xịn đó. Lên xịn luôn hả? Ừ, lên xịn. Nè, chỗ này nè, chỗ này nè. Chỗ này. Này. Ừ, chỗ lên tim đó. Đó. Thấy đâu ta? Ờ, có anh Dương. Ồ dạ. Có hàng cả nhà. Hàng hả? Dính. Hello, đầu tiên. Quá đã, chịu việc luôn. Nghèo. Coi còn con nào không, nằm trong vách nữa trời. Vừa dính con gì đây. Đâu, cái gì đâu. Hàng khủng. Đâu, có không? Hả? Ủa. Kìa. Rồi, dục đây, dục đây. À. Ngon lành. Tao biết cái nhà. Ê, có con chạy ngược qua đây chưa? Hả, con gì? Ê, dưới dọ. Vô đây nè, chết dưới này nè, mà chả luôn. Ê, tao đây, từ từ qua đây nè. Còn ấy gọi nó chết rồi. Qua đây nè. Nó chết rồi mà. Cái đầu chạy qua giò anh qua đây nè, đây nè, chết đi chân này nè, ngay giờ tôi nè. Ngay đây xuống nè, ngay luôn á. Rồi. Ngay nó xuống luôn á. Đúng không? Không, con này nhỏ hơn. Còn cái bự hơn nữa. Phải không? Còn con bự nữa. Phải không? Con nãy con chết rồi. Chết rồi chết. Chết rồi, đây nè, nó trơn đây nè. Nó chùa giò anh mà. Wow. Ừ, nó từ để anh tiếp qua đây cái. Cái đèn nó xa ra đây anh trá đường hết đường. Nó mới chết vòng đây nè. Không có ụ đi nè. Ừ. Vòng đây nè. Không? Ủa, ôi trời. Trời ơi nè. Quá trời ơi. Quá dữ. Yeah. Quá dữ. Ồ, quá đã. Dữ trời. Qua biết nha. Cái điểm của anh mà. Dữ hả? Ê, cái ngoài ruộng này có nè Dương. Hả? Ruộng này nó nghe chạy á. Ủa đâu ta? Không thấy ta. Không đụng gì đâu em. Đây nè. Ê, ôi chạy vô lại ông nội con cái. Ê, ơi cái chú còn sống mà ơi. Chết rồi sao còn sống nè. Chính không? Chính nè. Ok. Ờ còn sống ơi. Cái chuối. Còn. Ôi, con cá nhất luôn mọi ơi. Con siêu cá nhất luôn. Quá trời ơi. Thôi. Có cá lóc rồi được rồi. Nhưng mà xích quá. Ừ. Đi quấy cái xiệt mắc thở. Đó, được. Cây được nha, cây được. Rồi, lùi vào cái vô. Chết nghe đó là gì đó, cái cá gì đó. Rồi, để cho anh. Cái lóc anh em ơi. Lóc. Lóc tỉnh. Ký nè. Cá này được trước anh thả lại nè. Cái gì?
Thành tích nữa nghe. Wow. Con nữa. Ngon lành, ngon lành. Chết đi, chết đi. Từ từ, từ. Còn nữa hả? Cái gì lỗi đó vậy? Thấy cái gì vậy? Hả? Ừ, có. À được. Bây giờ nó lại trong này có lóc nè. Có lóc lại vù liền thấy không? Được rồi. Ừ, đúng rồi đó. Không có đâu, có là nguyên liệu. Có là miết luôn. Ừ, chết lên mé được đó. Cá nó giờ nó mình động động nó chạy lên mé, nghĩ lên mé trốn. Đúng rồi. Con còn có cuối được cho nó hay đi. Lỡ đâu con cá chừng ký đây sao? Nó chạy rất dữ lắm nè. Không, cái này nó rong này nó ủi đầu lên nè. Rồi. Hết rồi. Chết rồi. Lội nè. Nó là gà cái bún này thấy không? Cãi không à. Tôm nó không có máu, nó yếu xìu, nó mạnh lắm. Đây tôm, cái này tới bằng đất. Tôi bá nạnh luôn á. Để anh gọi coi thấy mắt nó không. Đèn tối quá. Chắc còn lại hai con nữa mình bắt luôn nữa được rồi. Ừ, ừ chắc còn hai tôm mình bắt luôn rồi. Bắt quay. Ủa, hay gì ta? Ta đi máng cỏ chạy không nổi. Nằm đi luôn chạy ghê vậy. Cá bắt chạy ghê vậy. Để mình quay thành quả nha. Quá nhiều quá. Đây là cá lóc mình chích nha. Đó. Nhiều quá. Thì nói chung là nhiều mà cá cũng bự bự không đó. Đây bắt cho ăn con coi. Nhá thử cái hàng đó, thấy gì chưa? Đây là cá lóc mình chích nha, cá khủng luôn nè, nó ghê chưa? Con này có gần nửa ký á. Đúng rồi, con này gần nửa ký á, thì được chục con á thì tầm cũng 2 ký cá lóc á. Rồi bây giờ mấy anh em mình vô trong kia thăm lưới đi. Cuốn lưới về chứ, thăm lưới về. Cuốn luôn. Cuốn về cái mình đổ ra cái thao ha. Đúng cho rồi. Coi cho kỹ. Okay, bây giờ đây nhìn không thấy rõ nè. Đúng rồi, giờ nhìn thấy quả đâu, hồi mình về mình đổ ra cho coi. Để coi. Ồ có chục con á Dương ơi. Chục con á, cũng 2 ký mấy á. Ngon rồi. Trời. Đi cuốn lưới. Đã ha. Rồi giờ đi cuốn lưới. Ok. Tiếp tục đi cuốn lưới thôi cả nhà ơi. Có tôm không, thấy có tôm không được. Ôi. Cá chốt. Bẻ ngạnh đi đưa coi đi, họ dính lưới luôn nó được coi. Cá chốt vàng nín nè. Quá chục mập luôn nè. Họ biết luôn. Đã. Thì mấy anh em mình nãy có đi chích mấy cá, xong bây giờ quay lại cuốn lưới nha. Đây con cá chốt này được rồi, dính mình con cá chốt này nhìn em ơi. Cái này chạy mưa lắm, cá chốt dữ lắm nè. Ừ. Ở đây con cá chốt nè, đây con cá chốt dính cái hôi nè. Rồi cá chốt là kho tiêu cái ha, nhức nách luôn ha. Đợi đi. Ôi. Ở đây dính cái vùi lắm nè. Con này con cá đói đó, cá đói vùi lắm. Về quay cho cái nhà coi. Cá đói chà bá luôn nè, chưa. Nãy vụng con cá đó mình chắc không thể gỡ được, anh vụng bên kia lưới rồi. Sao anh văng kiểu gì? Ừ anh văng gì đó. Kìa. Ôi cá đói chà bá luôn. Ừ. Đừng mắc nữa giờ đó. Họ biết cá đói rồi nè. Trắng. Chà bá nặng luôn. Dính cái mỏ rồi hình như. Mỏ không hả? Chừng không mắc chiếc đôi dép nè. Rồi cũng đi. Dính cỏ chứ luôn. Ừ. Con này nhỏ để hai gỡ luôn. Gỡ luôn không? Ừ. Anh em mình xem cái cày. Chìm ngưỡng cái cày giá lên. Quá trời hết thằng hồn rồi. Rồi thì mấy anh em mình vừa cuốn hết tay lưới kia thì nói đầu cái tay lưới này nha. Tay lưới thứ hai nha. Lưới này mới ngon nè cả nhà ơi. Ngon không? Chứ anh thấy lúc khúc đầu là quất rồi đó. Rồi ok. Thì anh cũng tin em đó. Chứ anh thấy cuốn đâu 2 mét rồi mà chưa thấy con nào luôn đó nha. Ê, một con cá bóng cát nha, trời ơi, cá bóng cát chà bá lửa luôn nha, cô chú anh chị mình ơi, dữ lắm rồi, con cá bóng cát hết thằng hồn rồi. Cá này được 4-5 con, cũng ngon. Ừ, không, 4-5 con, trời, đây rất là nhiều, 4 con, vụt cái tủng luôn nè. Rồi, một con cá bóng cát nha, thì cái tay lưới này, thứ hai này cũng có thành quả rồi đó. Chìm phao luôn hả? Ừ, nó gịch chìm phao luôn á, đây nè, cái chỗ này nè. Người tới đây là hết rồi không được. Gì vậy? Thả luôn hả? Thôi kệ đi, nhiều quá, thả bớt đi. Phi ơi. Ở đây nè, ngay chỗ đoạn này nè.
Ờ kìa kìa đó đó đó. Cái gì? Cá lóc. Ui, con cá đối. Ê, con chừng dở là hổ con nước luôn. Ừ. Cá lóc. Bự vậy. Em dở được con nước luôn, đừng cho nó nhảy. Wow. Ồ, con cá đối. Cá đối khủng nha. Khủng. Trời ơi. Nãy giờ tính được hai con hết rồi. Hai con bự. Wow. Quá trời đã luôn rồi. Cá đối. Chim nữa không anh? Phải 5 kg đó anh chưa? Ừ. Có khi nhiều. Cái thùng này 30 kg á. 30 kg. Tay lưới này rồi hết tay lưới rồi nha. Thì tay lưới của anh em mình tay lưới thứ hai tới đây là kết thúc. Thì đây là tới tay lưới thứ ba nha. Hy vọng là tay lưới này trời ơi dính một cái nhỏ xíu, cuốn này ca, cuốn đi. Đó kìa kìa kìa. Trời ơi. Đó. Hiểu chưa? Về gỡ luôn Dương ơi. Đúng rồi, về nhà gỡ luôn đi em ơi, chơi vậy. Trời ơi nè. Quá chừng quá đất rồi. Đỉnh nè thấy không? Nó. Phi không à, đúng rồi. Ôi không có gì khác mà có phi trời. Ơi, một con cá mắt cháo. Mắt cháo nha. Bự cái này gỡ trời. Thì kỳ quá. Con cá mắt cháo mà vẫn dị mềm cầm mềm mèo luôn. Ừ, mà nó không bự không ha, con này không bự không ha. Nãy sấy con bự uổng ghê. Uổng hoài. Tiếc hoài luôn trời, thấy tiếc. Ấy trời, chạy cá phi kìa. À. Nó dân nó dính cá mắt cháo nhỏ xíu luôn nè. Cái này nằm ở trên cá đối, cá đối dính cá đối. Ô cá mắt cháo. Rồi chỗ này nè. Dính ôi dùi, úi giời ơi cái này. Bốn con một chùm luôn. Nè, cá mắt cháo nhỏ xíu dính luôn nữa kìa. Quá dữ. Hết chưa? Có không? Nhiều lắm. Trời ơi dính nè. Trời ơi thánh thần thiên đụng ơi. Quá dữ rồi, quá dữ. Dữ rồi. Cái dính vô đó hay vậy? Cá dính vô đó hay vậy? Ừ. Ừ cái ôi con này nó ôi ôi trời ơi nè thánh thần thiên đụng ơi quá dữ rồi lưới gắt nè dính nè nó nè nè 2 3 4 3 con chỗ nó xích tới trước 2 con nữa nè dữ lắm rồi. Ôi con cái gì chạy dữ vậy nó phi ồ tưởng nó cá bự ôi dính cá cháo kìa được rồi kìa 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 đây con nè đây cá đối chết queo rồi. Cá đó cũng bự á, cá nó còn bự còn chết nè. Bự tháo luôn. Ừ. Xem nước càng cạn gồng gồng tí dân thứ dính cả luôn. Đúng rồi. Không biết nước không gồng được đâu, nó bơm cát hoài sao rồi gồng được. Ê, dính con tôm, con tôm. Con tôm, con tôm. Trời ơi. Không phải tôm đất cái gì á. Hết lưới chưa? Rồi, tới đây là kết thúc rồi nha. Đâu, dở tay lưới lên cái coi. Tới tới cột cái đó. Thấy nặng dữ lắm. Cái này mà là rảnh mình làm khô phi cũng không? Ừ, mà để nhiều là mà làm phải ăn liền mà để nó hôi dầu. Yeah. Quá trời rồi. Úi giời ơi, ta lưới dính cá không nha cô chú anh chị mình ơi, hết thằng hồn luôn rồi. Ừ. Ừ. Thấy chưa? Quá trời quá đất rồi. Dính cá thì giờ em được sẽ đổ cá ra nha. Cái cá này trong thùng là mình gỡ rồi, còn cá trong lưới là mình chưa gỡ, mình chút xíu mình gỡ sao nha. Rồi bây giờ thì được sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Rồi. Cá lóc này xịt nha, cầm chích nha, quá trời đó không ra luôn rồi. Ui, nhảy ngoài, cá lóc nhảy ngoài. Ui, đầy thao luôn. Ui, nhảy ngoài coi, nó cá lóc này cá bá luôn kìa. Cái lỗ nhỏ quá, đổ không ra nổi vậy. Sao này đầy chắc cái chục, gần ngay chục ký. 20 ký rồi. Còn rồi còn mấy cá lóc. Lóc ủng. Đâu chết. Mà khi á. Cái dữ luôn. Nó. Cái cháo. Ngoài cái này cái gì? Cái mắt gì? Cháo. Mắt cháo hả? Ừ. Cái này có lóc chạy ngoài nè. Ồ. Cái lóc chạy ngoài kìa. Rồi. Quá dữ. Để nhóc cá luôn. Bắt mấy cái lóc bỏ ngoài rồi bỏ vô thùng rộng đi được rồi để ngoài. Ừ. Thôi cả nhà. Wow. Bọc cao luôn. Thào cá luôn. Bọc thào cá luôn. Này 6-7 kg rồi. Còn trong kia nữa. Trong lưới nè. Lưới nữa. Đây. Ồ, hai cá lóc rồi. Coi. Đây, hai cá lóc nè. Ê, chết. Hai cá lóc rồi, mềm, ú mềm luôn cả nhà. Biết nè. Hai cá lóc ú mềm luôn. Luôn. Đó. Rồi trong lưới nè. Lưới một đống luôn. À, quá trời luôn. Đây. Hai tay lưới nha. Quá chứ. Oh,
Đây là cái thành quả của mấy anh em mình tối nay nha. Một thao cá chà bá nạnh luôn, còn thêm một đống cá trong cái lưới mình nữa nè, còn mới cá chốt nữa. Thì cái clip của Dương đi chích cá với lại đi giăng lưới tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các chú anh chị mình quay clip sau. Nhớ bấm like và chia sẻ ủng hộ Dương nha. Quá wow, trời cá luôn. À, cũng chưa. Wow. Cá mềm ha, uống mềm luôn.